đạn kiếm tạc sâm la. Tài năng ngạo thế, thanh long đao, thanh long đao, ngao tường giản lý, hỏa long kiếm tinh. Mộc ngư lưu tả, phượng hoàng niết bàn, dạng kiếm tạc. Hoa long kiếm tinh. Thanh long đao, tuân lệnh lưu hương. Mộc ngư lưu tả, phượng hoàng niết bàn, dạng kiếm tạc. Tài năng ngạo thế, khí thế ngất trời. Thanh long đao, thanh long đao, thanh long đao, thanh long đao. Xin chào tất cả anh em, hôm nay thì tiếp tục trở lại với clip tựa game danh tướng 3Q, và hôm nay sẽ review và trên tay cho anh em cái con Ark với tem. Khá là nhiều khống chế, khá là nhiều choáng em ạ. Khá là nhiều choáng luôn. Và như ở đầu clip anh em đã xem mình solo với một trận đầu đấy, thì cái việc choáng team rất là kinh khủng. Có một đoạn là chúng ta choáng được cả team luôn, và team bạn thì sẽ không làm gì được. Rất là cảm ơn bạn Nguyễn Tâm đã hỗ trợ mình con Ark này để làm clip cho anh em xem. Có thắc mắc gì về cái việc build team choáng này thì em có thể inbox trực tiếp cho bạn Nguyễn Tâm với cái link Facebook mình để ở dưới phần mô tả nhé. Rồi chúng ta vào luôn cái đội hình để xem là choáng như thế nào, hấp dẫn như làm sao. Đầu tiên main thì chúng ta không nói rồi. Ở đây thì main này đa số là gây sát thương thôi. Và ở đây thì nó có cái tỷ lệ làm giảm nộ địch. Chúng ta chú ý đến cái vị tướng tả từ. Tả từ ở đây thì mới cộng 6 thôi, và cái thần binh của chúng ta thì mới có cộng 5. Con này thì có cái chiêu đây, khi mà chúng ta lên cộng 5 thì nó sẽ có cái đặc điểm là thi triển kỹ năng thì có 45% kèm choáng, duy trì trong vòng 1 lượt. Đây là một tướng choáng này. Choáng tiếp theo là đến từ cái bộ liên kết kỹ năng từ Gia Cát Lượng với Nguyệt Anh. Hai vị tướng này thì sẽ gây choáng, gây cho địch hàng sau 176% sát thương phép thuật và có 45% kèm choáng, duy trì trong vòng 1 lượt. Cẩm nang của tả từ, để xem vị tướng choáng này là có cái gì hấp dẫn. Ta quan tâm đến cái cẩm nang của từ thứ, mục tiêu tấn công càng ít tỷ lệ choáng càng cao, tối đa tăng 48% tỷ lệ choáng, chỉ hiệu quả với cái tướng có cái hiệu quả choáng em nha. Đấy, tả từ của chúng ta khi mà đi với cẩm nang của từ thứ thì nó tăng khả năng choáng cao rất là nhiều. Tiếp theo chúng ta đến với Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng ở đây chúng ta cũng có cẩm nang từ thứ và có khả năng gây choáng. Chúng ta đến với kỹ năng của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng của chúng ta, đây, khi mà cái chúng ta cộng 8 ở Gia Cát Lượng thì nó có cái dự mưu 8. Đặc điểm của dự mưu 8 là thi triển kỹ năng có 70% kèm choáng, duy trì trong vòng 1 lượt. Đấy, Gia Cát Lượng lại kèm choáng này, khá là hấp dẫn luôn. Và ở vậy là chúng ta có 3 khả năng choáng ở cái team này. Tả từ, chiêu cuối của Gia Cát Lượng và bộ kỹ năng liên kết của Gia Cát Lượng với lại vị tướng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh của chúng ta chết thì chúng ta vẫn còn choáng của Gia Cát Lượng. Ba người choáng thì cũng rất là kinh khủng rồi. Gia Cát Lượng cộng 8 với lực chiến 10 triệu hơn. Bộ trang bị
cam phẩm 16, duy nhất cái giày đang là tẩy phẩm 14. Hai cái bảo vật của chúng ta thì đã cộng 6 rồi. Và hiện nay đã full sổ tướng và full kích duyên. Tướng tiếp theo đó chính là Quan Vũ. Quan Vũ cộng 9 với cái thức tỉnh đã lên được 2 sao. Giới hạn chúng ta đã mở một bậc rồi, còn hai bậc nữa thì chúng ta sẽ lên được thần. Quan Vũ là một cái vị tướng được dồn nhiều nhất với 13.868.000. Đó, một cái lực chiến rất là cao. Và hiện tại thì Quan Vũ của chúng ta đang sở hữu cẩm nang nhất kỵ. Khi mà giết được địch thì chúng ta sẽ đánh được tiếp theo với cái chiêu cuối. Anh em có xem cái đoạn đầu rồi mình cũng đã cho anh em xem kỹ được cái khả năng của cái cẩm nang nhất kỵ này đối với vị tướng Quan Vũ rồi, chém liên hoàn luôn. Vị tướng tiếp theo được nuôi khá là cao đó chính là vị tướng Hoàng Nguyệt Anh với cộng 9. Ở Quan Vũ thì chúng ta cái thần binh đã cộng 35 rồi, cộng 35. Ở đây thì bậc 25 giết mục tiêu bản thân hồi một lộ khí, và chúng ta cần đến cái bậc 50 thì chúng ta mới lộ ban đầu cộng 1. Hoàng Nguyệt Anh với cái thần binh cộng 31, bậc 25 thì sau khi mà thi triển thì toàn bộ đội, đồng đội sẽ hồi một nộ. Hoàng Nguyệt Anh của chúng ta đang sở hữu 7.900.000 hơn lực chiến với bộ trang bị cam phẩm 14. Có một cái mũ thì là cái trang bị tím phẩm 12. Cẩm năng của Hoàng Nguyệt Anh đó chính là cẩm năng chân cơ. Tỷ lệ chuyển sát thương kỹ năng thành HP hồi cho đồng đội yếu nhất tăng 18%. Đó. Rồi chúng ta đến với vị tướng tiếp theo đó chính là Bàng Thống. Bàng Thống của chúng ta thì cũng đã thức tỉnh lên 1 sao rồi. Đã thức tỉnh lên 1 sao. Hiện tại thì Bàng Thống đang sở hữu 6.900.000 gần 7.000.000 lực chiến, 2 cái trang bị cam phẩm 14 và 2 cái trang bị, một cái trang bị tím phẩm 10 và một cái trang bị tím phẩm 12. Cẩm năng của vị tướng này thì đang là cẩm năng của Thượng Hương với sát thương bạo kích cộng 12%. Main của chúng ta thì cẩm năng không có, và được cái là main sát thương khá là cao với hơn 8.000.000 lực chiến một xíu. Bộ trang bị cam liên kết, bộ trang bị cam liên kết khá là thơm. Và hiện tại thì main của chúng ta cũng đã thức tỉnh lên 1 sao rồi. Hai thần thú gồm thần thú Linh Lộc và thần thú Liệt Hỏa Hồ. Linh Lộc đã là 4 sao và Liệt Hỏa Hồ đã là 1 sao. Level 90 chúng ta sẽ mở thêm được một cái con thần thú nữa. Đây là viện quân. Viện quân full với Bàng Thống, full với Quan Vũ và full với Gia Cát Lượng. Nguyệt Anh thiếu 1, Tả Thừ thiếu 4. Bố trận của chúng ta thì đầu tiên đó chính là vị tướng Tả Từ. Có khả năng gây choáng, sau đó thì sẽ là sát thương từ main, sát thương từ Quan Vũ và kết hợp chiêu thức giữa Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh gây choáng hàng sau. Sau đó tiếp tục là sát thương đến từ vị tướng Bàng Thống. Con ác này thì hiện nay đang ở cái kinh doãn em nhá. Và thượng thư thì chắc chắn là sẽ rất là khó khăn để mà lên. Do đồ đốc ấn thì kiếm rất là căng, khá là hao đây anh em ạ. Và để khống chế được cái con ác này thì chúng ta sẽ sử dụng cái thần thú. Đó chính là cái con cá. Đây cái con cá của chúng ta đây, con thánh côn này. Thánh côn này thì có cái kiểu là hủy diệt choáng cho một tướng phe ta, tối đa là 2 người mỗi lượt. Đấy, hủy choáng có cái con thánh côn này thì cái ác này sẽ bị phế rất là nhiều. Cũng để mà sở hữu được cái vị thần thú thánh côn đó thì cũng không hề đơn giản một tí nào cả. Đợt trước là nó có cái event, event có thể là quay tỷ lệ ra các cái con pet cam ấy, ra hẳn một con pet cam đấy, nhưng mà bây giờ thì lâu lắm nó không quay lại rồi. Ok, đó là giới thiệu cho anh em cái con ác choáng. Cái con ác có rất là nhiều khả năng choáng, một cái con ác khá là gây ức chế cho người chơi khác. Anh em có thắc mắc gì về con game cũng như là cách build team thì có thể là inbox trực tiếp bạn Thanh Tâm em nhé.
để mà bạn ấy có thể là hỗ trợ anh em, hướng dẫn anh em cách build team. Rồi và hẹn lại anh em vào các clip tiếp theo.